Trong này có những cái quả xe điện đúng không? Ấn tượng. Ô nhưng mà xe điện đây nó bắt đăng ký biển số. Xe này là của công ty hay là của các anh đó mua xong rồi là thành lập công ty à? Thôi. Em tưởng là mình mua xe xong rồi là thành lập mấy anh em thành lập. Cái này nó cho cổ phần không hay là của công ty không? Nó không bán xe đúng không? Mà cái này chắc là của mấy ông lãnh đạo đứng ra như còn chuẩn luôn anh, toàn mấy ông ở trên bộ hết, như mẹ tất cả các loại xe luôn, tour du lịch anh hiểu không, toàn là của mấy ông trên bộ hết, nhìn mẹ và của ông các bà đấy hết, nhưng mình đúng rồi. Tất tần tật các khu vui chơi, khu giải trí, khu đấy hút tiền của dân anh nhỉ? Những cái khu này khu hút tiền của dân về. Thì mẹ ông cứ vẽ ra xong rồi ông lại hút hết tiền về, cái làm gì đâu. Tất cả các dịch vụ nhà hàng quán ăn to tát toàn của chúng nó hết. Buổi tối là nó cho nhà thuyền đi anh. Không có. Bắt đầu tầm 5 giờ, 5 6 giờ bắt đầu là khách họ đang. Xong qua mình đi bà lại. Ủa, qua nữa mà. Giờ qua ấy. Chùa cầu của mình Nhật. Bữa nay thì nó không có gì, chỉ có con đêm thôi. Khu này nhìn nó đêm thôi. Ngày nó nắng này anh, mà đi ra đường xe nắng nhất vụ hết. Đấy, thuyền trên dòng sông Nam. Chủ yếu là dọc hai cái đường sông này thôi.
đây là để đây là tự nhiên hái là phố cổ, phố cổ luôn hái chỉ có chục đường chục đường nhà thôi. À. Phố cổ này ngày xưa là mấy thằng Tây nhóm của mình thôi, nó ở đi. Ở đây là cơ ba khu phố, phố Nhật, Pháp và người Hoa Anh. Vâng. Ngày xưa là mình nói nhau mạnh lắm, anh lấy là cái khu vực này đấy. Ôi trời, ngày xưa.